Xin chào mọi người. Hôm nay thì tôi lại mạn đàm về cái chủ đề Bitcoin cũng như là chủ đề đầu tư cùng với cả nhà. Cái vấn đề về Bitcoin lên mọi cái khung giá mà chúng ta không thể tưởng tượng ra trong cái thời điểm này. Có chăng là chúng ta chỉ tưởng tượng là nó sẽ sớm thôi, nhưng mà không ngờ nó lại sớm như vậy và nó có nhiều cái yếu tố để mà chúng ta từ phân tích kỹ thuật đến phân tích cơ bản đến tất cả những cái yếu tố mà nó vượt qua các cái khung mang tính chất là phi kỹ thuật, cộng với lại động thái của CEO của Tesla sẽ đã làm cho Bitcoin lên cái mốc giá mặt bằng giá mới mọi thời đại. Thế thì chúng ta đảm đạo để làm sao chúng ta điều tiền vào Oncoin hay là Bitcoin hay là rất nhiều các giải pháp khác, thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cái vấn đề phân tích. Cái việc mà chúng ta tính toán được các cái khung giá ở đây và chúng ta biết được rằng là cái việc mua vào để bỏ ra 1 tỷ để mua một Bitcoin thì bây giờ là gọi là giới nhà giàu. Nếu trong trường hợp chúng ta mua ở dạng vật chất Remitano, chúng ta mua ở dạng vật chất thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ 1 tỷ ra. Nhưng mà chúng ta bỏ 100 triệu để chúng ta có được cái đòn bẩy là 1 tỷ thì chúng ta hoàn toàn có thể là sở hữu những cái mô hình trade. Ví dụ như đây, chúng ta bỏ 5.000 đô ra để chúng ta có thể mua Bitcoin hay là bán Bitcoin ở các cái khung giá này. Ví dụ bây giờ chúng tôi mua ở cái khung giá này và sử dụng đòn bẩy. Thế thì margin nó có những cái lý do của nó và có những cái cách để mà chúng ta vận hành một cái tài khoản sao cho nó an toàn hoặc không an toàn. Và ở đây chúng ta có 5.000 đô. Nếu mà mua một Bitcoin, đúng không ạ, chúng ta đã đặt cược vào cái tỷ giá là 47.000 đô, tức là rơi vào ước tính khoảng 10 lần, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta không mua một Bitcoin mà chúng ta giao dịch ở các cái khung 0,01 Bitcoin. Và chúng ta đã biết là cái tỷ lệ một Bitcoin chúng ta được chia nhỏ ra thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thì tôi thường khuyên tất cả mọi người là có thể theo dõi, đưa ra các giải pháp để chúng ta bán hay là chúng ta mua dựa trên đòn bẩy sẽ tốt hơn. Về 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 khung đầu tư thì chúng ta mua ở dạng vật chất. Nếu trong trường hợp chúng ta đu đỉnh, cái tỷ lệ cắt lỗ của chúng ta thật sự là chúng ta khó, và chúng ta mong muốn là hold to die và mong muốn giữ cái Bitcoin đó cất vào ví của chúng ta, đúng không? Thế nhưng chúng ta có đòn bẩy, chúng ta không cần sử dụng về sản phẩm vật chất mà chúng ta quy hết ra đô la, lập tức là chúng ta có cái tỷ lệ chốt lời hay là cắt lỗ ở cái khung giá và cái khoảng giá mà chúng ta có thể chấp nhận được. Vậy thì năm nay tôi vẫn chia sẻ với mọi người về các cái phân tích cũng như là các góc nhìn ở Tradecoin để cho chúng ta có thể nhìn thấy được Bitcoin vượt mốc 45k, đúng không ạ? Và đưa ra các cái giải pháp vì sao Dogecoin tăng giá rồi mấy trăm Ethereum ra sao thì chúng ta theo dõi ở đây. Thị trường ngày hôm qua thì biến động đó, rất nhiều, Bitcoin đột ngột bật lên. Nguyên do là gom hàng liên tục của các cá mập thời gian qua, được ạ. Các câu chuyện về các đốm lửa nhỏ sau đó thổi bùng lên một cái ngọn đuốc lớn đó. Trong một hồ sơ đệ trình với Ủy ban chứng khoán giao dịch của Hoa Kỳ, SEC, Tesla cho biết họ đã mua số Bitcoin là 1,5 tỷ đô. Đây là cái điều kích thích của ngày hôm qua với Bitcoin tăng giá từ các cái khung dưới 42, đúng không ạ, bật lên vùng 47, đúng không ạ, và cao nhất chúng ta có được các cái mốc giá ở các cái khung là 48.200 đô, cao nhất mọi thời đại. Vậy thì ở thời điểm này chúng ta sẽ làm gì với cái mức giá này? Có người thì chọn giải pháp là mua và chúng ta yêu quý Bitcoin, chúng ta thích thú với Bitcoin và chúng ta mong muốn giữ ở cái mốc giá này. Nhưng mà thực sự rằng là gì ạ, mốc giá này hoàn toàn có thể mua, tuy nhiên chúng ta cần phải chọn cái điểm chốt lỗ ở mốc nào. Các mốc giá điều chỉnh chúng ta sợ hãi trong vòng 1.000-2.000 đô,
Nếu trong trường hợp chúng ta bỏ 1 tỷ ra, đúng không ạ? Chúng ta lỗ 50 triệu, tức là 5%. Từ đó chúng ta biết rằng là khoảng cách của stop loss là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta mới có thể giao dịch được. Tuy nhiên, thời điểm này Bitcoin là một trong những cái hàng rất là xa xỉ dành cho cái giới giàu có và cá mập, họ đã làm giá lên đến mức này. Do vậy là cái mỗi người sở hữu cái tỷ lệ Bitcoin nó băm rất là nhỏ ra, và chúng ta có thể sử dụng ở dạng vật chất với một số lượng nhỏ. Tuy nhiên, ở mặt giao dịch và mặt đầu tư, chúng ta nên sử dụng ở việc đòn bẩy. Ví dụ bây giờ Bitcoin tôi không cần phải chuyển về ví mà tôi sử dụng ở dạng 47.000. Nếu tôi trong trường hợp mà tôi đánh xuống và xuống 45.000, lập tức tôi sẽ có 2.000 cho một Bitcoin. Nhưng sử dụng Bitcoin ở dạng đòn bẩy, chúng ta sẽ có cái sự thú vị là chúng ta với một cái số vốn nhỏ, chúng ta được đòn bẩy lên, ví dụ chúng ta sử dụng gấp 10 lần là có thể là mặt an toàn. Chúng ta sử dụng margin level, đúng không? Cái này không còn là mới trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên, ở cái video này, tôi cũng không muốn phân tích kỹ thuật, cũng như là không muốn đưa ra các cái giải pháp mà sau này việc phân tích coin nào, đúng không ạ, hay các cái mã hàng nào, đúng không ạ, sẽ ở các cái video khác. Có những người nói rằng bây giờ coin nó đang tăng giá như vậy, đúng không ạ, chúng ta sẽ sở hữu coin nào. Thực ra vừa qua thì gần như các coin nào cũng tăng giá, là kể cả coin mà cái tình trạng xấu nhất như Dogecoin đã lên giá, Sia Coin, đúng không ạ, BNB, rồi rất nhiều các coin quy tum có được cái tỷ lệ. Tuy nhiên, ở video này tôi muốn trở lại cái khía cạnh điều tiền. Ví dụ, chúng ta nhìn thấy VN Index tăng giá, chúng ta cũng có thể điều tiền vào dạng chứng khoán. Nếu ai biết được chứng khoán ở vùng 650 lên 1.200 gấp đôi, đúng không ạ, chúng ta cũng biết được là dòng vốn là nó có thể đưa ra các cái giải pháp mà khi mà thị trường nó nhắc về cái vùng đó nhiều thì chúng ta có thể điều tiền vào. Chúng ta còn nhớ cái giá dầu, đúng không? Giá dầu hoi, giá dầu. Chúng ta còn nhớ tầm giờ năm ngoái chúng ta nói rằng là khi mà mua dầu, đúng không ạ, chúng ta phải trả thêm tiền, đúng không ạ, giá dầu trở trạng thái âm. Thế nhưng mà năm 2021, đúng không ạ, chúng ta đã biết được là khả năng là giá dầu nó sẽ tăng lên như vũ bão với các nguồn cung dầu thô. Thì trong cái website oil.com.vn, tôi có đưa ra các cái phân tích và những cái lý luận cùng với chúng ta để đưa ra các cái mốc giá, và có thể năm tới là chúng ta xem một cái giá dầu. Và trend của năm tới có thể coi nó sẽ tồn tại đến tháng 4, tháng 5 và lại bắt đầu một cái chu kỳ giảm. Nhưng mà giá dầu nó sẽ có một cái tăng trưởng rất là khủng khiếp. Và nhìn nhận ở việc giá dầu, chứng khoán Việt Nam cũng có thể tăng rất là mạnh mẽ khi mà lãi suất của Việt Nam lại tiếp tục hạ. Chúng ta có thể tham khảo ở các cái phòng kỹ thuật họ view ra cho chúng ta cái chứng khoán, sự thay đổi đột ngột, đúng không? Rồi chứng khoán tồn tại ở kỳ xuống giá, chứng khoán lấy lại mốc 1.100, đúng không ạ, rất nhiều. Và cái lãi suất, đúng không ạ, lãi suất họ đưa ra, lãi suất tiết kiệm lại giảm và kỳ sát Tết, chứng tỏ gì ạ, đầu năm nay quý 1 năm 2021 chúng ta sẽ chứng kiến một cái dòng vốn đẩy từ tiết kiệm vào chứng khoán. Do vậy cái cuộc bơm tiền chúng ta sẽ thấy có VN Index lên. Ngoài ra cái điều tiền của chúng ta, cái vấn đề an ninh lương thực, về ngô, về khô đậu tương, rồi rất nhiều, rồi giá vàng, đúng không ạ, rồi rất rất nhiều các cái dòng vốn mà chúng ta có thể thấy được cái giá của nó cũng đang cao chót vót. Vậy điều phối từ cái việc mà dòng vốn đổ vào đâu, thị trường có sóng ở đó, thì chúng ta sẽ trở nên nhanh nhạy hơn. Và khi mà chúng ta hiểu được cái giải pháp tài chính của chúng ta đó là gì, đó là sự lựa chọn, thì tôi mong rằng một số các thành viên có thể vào nhóm cũng như là đưa ra các giải pháp. Vậy thì nguồn vốn ít chúng ta sẽ đổ vào coin, đúng không ạ, một phần của coin với một cái đòn bẩy, một phần vốn nhỏ nhỏ, đúng không ạ, chúng ta có thể vào forex, cũng thể bảng Anh euro, một phần vốn chúng ta có thể đẩy vào ngô mini, đúng không ạ, chúng ta có thể vào cái phần ngô mini mà cái giao dịch ở hàng hóa cũng khá là tốt, đúng không ạ, cô tông ở bông vải sợi, đúng không ạ, với các cái. Vậy thì những cái nguồn vốn 100 triệu, 50 triệu, 20 triệu thì chúng ta sẽ vào cái gì, đúng không ạ? Thì tôi thường nhận được các cái câu hỏi, ví dụ 20 triệu thì chúng ta làm gì, 10 triệu chúng ta làm gì, và 5 triệu chúng ta làm gì, thậm chí 1 triệu Việt Nam đồng chúng ta làm gì, 5 tỷ chúng ta làm gì, đúng không ạ? Do vậy cái việc điều phối 5 tỷ nó vào coin, đúng không ạ, chúng ta cũng gọi là sự sợ hãi, hoặc là chúng ta tập trung quá vào một cái mặt hàng, ví dụ như chúng ta tập trung vào chứng khoán
thì chúng ta gì ạ, sẽ bỏ qua được những cái cơ hội khác. Chúng ta sẽ tập trung vào dầu hay là tập trung vào vàng, đúng không ạ? Chúng ta điều phối vào một số các cái mặt hàng, một số các mã chứng khoán, đúng không ạ? Ví dụ thời gian vừa qua không chỉ riêng là chúng ta tập trung vào Bitcoin hay là Ethereum, mà chúng ta có thể tập trung vào các cái mã chứng khoán. Ví dụ như Techcombank, có rất nhiều người đã chứng kiến được cái cú phi thần thánh từ vùng 17.000 lên vùng 38.000, vùng 40.000. Do vậy là chúng ta cũng thấy rằng là việc điều tiền là quan trọng hơn. Thì năm nay với cái hệ thống No Loss System của chúng tôi vẫn đưa ra các cái giải pháp về thị trường, đưa ra các yếu tố về các gói No Loss System cùng với GenTrade, đúng không ạ? Các cái giải pháp đầu tư, đúng không ạ? Các cái phân tích về giải pháp tài chính số 5, các giải pháp đầu tư số 11, đúng không ạ? Rất nhiều các cái giải pháp đầu tư số 10, và đưa ra các cái giải pháp để cho chúng ta có thể thấy được các cái mô hình để chúng ta đầu tư. Thực tế rằng là chúng ta nhìn thấy ở các cái mốc giá lãi như thế này, vậy thì chúng ta chọn là việc bán khống hay là mua tiếp, đúng không ạ? Thông thường giá vàng lên 2.000, đúng không ạ? Chúng ta mạnh dạn mua ở các mốc 2.000 vẫn có cái đạt cái mốc giá ăn. Thế nhưng mà vàng, đúng không ạ? Khi mà lên cái mốc giá đấy, chúng ta bình tĩnh, chúng ta bán khống, đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy được giá vàng đã xuống rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp chúng ta có được cái tỷ lệ mà chúng ta mạnh dạn bán ra. Cách đây một năm chúng ta thấy được cái tỷ lệ vàng nó lên cao và nhiều người sợ hãi không dám bán ra, đúng không ạ? Ví dụ vàng 2076, đúng không ạ? Họ đã bán và đã chốt lời, cũng như là đưa ra có cái lúc thấp nhất của chúng ta đã nhìn thấy là 1759, đúng không ạ? Do vậy các mô hình Bitcoin nó cũng như vậy, chúng ta có thể chờ đợi ở một cái kênh giá xuống. Vậy thì chúng ta bán ở các cái mô hình chúng ta không thể dò được đỉnh của nó, nhưng mà với Fibonacci chúng ta sẽ cho các mốc bán đỉnh và giải, đúng không ạ? Vậy thì Bitcoin không còn cái việc nắm chữ theo nhiều Bitcoin nữa. Bây giờ một Bitcoin chúng ta nắm giữ là 1 tỷ rồi, 10 Bitcoin là 10 tỷ, 100 Bitcoin là 100 tỷ rồi, đúng không ạ? Do vậy cái việc nắm giữ nó không còn là thuộc về chúng ta nữa, mà chúng ta thường đó là các mô hình bán khống. Chúng ta có một Bitcoin là 1 tỷ thôi, nhưng chúng ta sẽ được đánh 10 tỷ, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Chúng ta tìm ra các điểm bán khống để chúng ta có thể ăn chênh lệch thông qua đô la mà thôi. Vậy thì ngoài Bitcoin ra, các cái mô hình đầu tư chúng ta còn có rất nhiều các mô hình đầu tư khác. Các mô hình đầu tư của chúng ta đưa ra các mốc, đúng không ạ, là dòng tiền nó đổ vào đâu thì chúng ta đổ vào đó, đúng không ạ? Ví dụ như là Dogecoin, chúng ta nhìn thấy các mốc giá này, đúng không ạ? Bơm từ 0.007 lên đến 0.7, đúng không ạ? Tức là chúng ta có 100 lần các mốc giá. Nếu ai mua di dít giải ở 0.002, đúng không ạ? Chúng ta năm nay chúng ta có cái Dogecoin lên rất là mạnh mẽ. Thế khi chúng ta chốt lời rồi, nếu chúng ta mua tiếp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bị đu đỉnh và rất nhiều người sẽ nhảy ra ở vùng 0.08 mà bị sập xuống thì ở 0.02. Sự tiếc nuối, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Chúng ta phải bình tĩnh ở các cái mốc giá cao và mốc giá siêu thấp. Vậy thì Bitcoin như thế này chúng ta không thể sốt ruột được, đúng không ạ? Chúng ta không thể sốt ruột được. Mà chúng ta buộc phải có được những cái nhìn về xa một chút, nhìn tầm xa một chút, đó là gì ạ? Nó có lên mãi hay không, hay là gì ạ? Nó ở cái trạng thái gì ạ? Hút vốn. Nếu cái kèo này mà chúng ta nhìn thấy nó sập ngay thì chắc chắn là nó sẽ không sập ngay, mà nó phải đưa ra cái sự dập dìu của sóng khiến cho chúng ta nhìn nhận. Vậy thì ở trong những cái giải pháp đầu tư của chúng tôi năm nay 2021 vẫn đưa ra các cái mô hình để nhìn, để chúng ta điều phối các cái dòng tiền, điều phối các cái sức ảnh hưởng của sóng, sức ảnh hưởng của các cái mô hình giá, đúng không ạ? Thì trong giải pháp đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy được các mô hình chứng khoán, bất động sản, đúng không ạ? Các mô hình điều phối tiền, đúng không ạ? Các mô hình đầu tư về cổ phiếu, tiết kiệm, đầu tư vàng, đầu tư forex, đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư hay đầu tư bất động sản hay gửi tiết kiệm, đều là những cái mô hình điều phối tiền mà thôi. Thế thì bây giờ chúng ta biết được tỷ lệ gửi tiết kiệm đang rất thấp, bởi vì sao? Lãi suất nó thấp, dòng tiền được đẩy vào chứng khoán. Thế rồi khi mà họ chốt lời chứng khoán rồi, họ sẽ đổ tiền vào bất động sản. Và sau khi bất động sản, cái việc thanh khoản nó khó khăn, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái hướng mở của bất động sản. Rồi quỹ đầu tư, rồi quỹ mở rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có thể điều tiền. Nhưng vấn đề của tôi muốn chia sẻ rằng là cái việc điều phối tiền mới là quan trọng. Sự phù hợp của nguồn vốn mới là quan trọng. Trong trường hợp giá của chúng ta điều vào đâu, đúng không ạ? Nó phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn của chúng ta. Ví dụ nếu trong trường hợp mà chúng ta điều vào Bitcoin, bắt buộc chúng ta phải cân đối nguồn vốn. Ví dụ 1 tỷ chúng ta điều vào Bitcoin, chúng ta sẽ giải rác ở mua ở các cái vùng coin nào, đúng không ạ?
và cái cách mà chúng ta nhìn nhận nó để xem nó đúng không? Đưa ra các giải pháp là sao cho ở dạng nào đúng không? Trong cái vấn đề phân tích kỹ thuật để chúng ta điều phối và định hình một cái nguồn vốn. Thì năm nay gen của chúng tôi đúng không? Vẫn đưa ra các cái giải pháp tài chính năm 2021. Cái đam mê của chúng tôi vẫn nghiên cứu về no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ dành cho quý khách hàng của chúng tôi. Các cái giải pháp này với cái gói đầu tư an toàn no loss system, thứ hai gói copy trade đúng không? Các gói về 50-50, các cái tỷ lệ đấy thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều và mọi người có thể đăng ký ở dưới đây. Thì cái việc đầu tư vào vàng hay là chứng khoán hay là khô đậu tương ở thị trường hàng hóa, nó chính là sự điều tiền, sự phù hợp trong nguồn vốn. Vấn đề Bitcoin chúng ta cảm thấy sẽ điều phối được nếu trong trường hợp chúng ta nhìn nhận được các cái mốc giá có thể là an toàn hơn, hay là các cái vấn đề đòn bẩy sẽ tốt hơn, hoặc là chúng ta sẽ nhìn thấy ở các vấn đề về chứng khoán Mỹ hay các yếu tố về thị trường. Ngoài ra, đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy các cái mốc của giá dầu, đúng không ạ, mới hôm nào chúng ta nhìn thấy thì trong vòng 1 năm thôi, giá từ vùng 15 đô, đúng không ạ, lên đến 71 đô, giá đi rất là mạnh mẽ. Từ đó chúng ta mới nhìn nhận được rằng là không có cái gì lên mãi và không có cái gì xuống mãi, vấn đề sức chịu đựng của giá mà thôi. Do đó, cái công việc của chúng tôi là sự phân tích và điều phối dòng tiền. Ví dụ có 50 triệu thì làm gì, 100 triệu thì làm gì, 5 triệu thì làm gì. Sự phù hợp đó thì mong rằng chúng ta kết nối với các link ở dưới video này để chúng ta có được cái nhìn về đầu tư tổng quát. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn nhận để đưa ra các cái giải pháp đầu tư năm 2021. Xin được hẹn gặp lại và cũng xin được cảm ơn tất cả các thành viên đã kết nối để đưa ra các giải pháp đầu tư từ Gen gửi đến các bạn. Chúc một năm mới an lành và hạnh phúc. Chúc cho chúng ta có một cái thời gian giãn cách cũng như là có một cái sự vượt qua cái kỳ khủng hoảng, cái kỳ dịch bệnh như thế này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.